Tổng hợp những video hay nhất chế biến món ăn phần 21. Gì đây? Anh ơi, thử ăn bánh mì chấm với sữa tươi chân châu đường đen đi anh, ăn ngon lắm đó. Một buổi sáng em đi học em đều ăn món đó, rất là ngon. Có chắc là ngon không em? Anh thấy kỳ kỳ đó nha. Trời ơi, ăn xong nữa chạy không kịp luôn á trời. Thôi chắc anh không làm được rồi em ơi. Mà cái đó là người ta nói, còn nói anh thì cũng giống người ta luôn. Anh không làm đâu em ơi. Cái đó ai rảnh lắm mới làm á. Anh rảnh nè. Trời đất ơi, anh tự nói luôn. Trời yếu đuối gì trời. Để mình đổ vô ly, không ngon chắc dục nguyên ly trà sữa quá. Ăn thôi. Ngon thiệt nha. Ngon thiệt nha mọi người. Ông món này ngon thiệt nha mọi người. Mình ăn vô cái vị nó rất là hợp luôn á. Không những có nhiều bạn suy nghĩ lắm đó thì chứ. Chắc mà buổi sáng ăn món này luôn quá. Mời lắm. Anh ơi, thử ăn mì sống chấm với sữa chua đi anh. Ăn ngon lắm đó, món đó hồi lúc dưới quê tụi em ăn hoài. Có chắc là ngon không em? Sao nói vô lý á nha. Thôi kệ, làm thử. Lỡ ngon thì sao đúng không? Nhưng mà cái đó là người ta nói. Còn đối anh thì cũng giống người ta luôn. Không để mọi người chờ lâu. Get go! Sữa chua. Dành cho những ai chưa biết, sữa chua này được làm từ sữa mọi người và có vị chua chua. Xuất sắc. Mì nè. Ăn thôi. Nói chung là cũng tạm được, mình ăn vô thì mình thấy được cái vị béo béo của sữa chua, mặn mặn của mì. Nói chung là cái vị không có đâu vô đâu á. 5 điểm. Gì đây? Anh ơi, thử trộn cơm với trà đào đi anh, ăn ngon lắm đó. Em mới suy nghĩ ra nhưng chưa dám làm. Anh cũng chưa dám làm luôn. Ngon vậy em? Anh thấy không ổn á. Chắc anh không làm được rồi em ơi. Thôi thử thách này anh không làm được rồi. Cái đó là người ta nói. Còn đối anh thì thử thách nào anh làm cũng được. Get go! Trà đạo nè. Ăn thôi. Không ngon thiệt nha mọi người. Mình ăn vô giống như mình ăn cơm với canh chua vậy á. Cái vị chua chua ngọt ngọt nói chung là rất ngon luôn á. Không nhận có nhiều bạn có nhiều suy nghĩ sáng tạo thiệt. Mời đếm. Gì đây? Thử thách anh 12 giờ khuya ăn xoài non chấm mắm ruốc chấm muối tôm. Nghe thôi đã thèm rồi đó. Không để mọi người chờ lâu. Get go! Chẳng lẽ là mình đi ngủ rồi mọi người. Nhưng mà trong tủ lạnh còn sòi non, mắm ruốc, muối tôm. Chịu sâu nổi. Bây giờ là 1 giờ 8 phút rồi nè mọi người. Nhớ ngủ chú xem chung. Ăn thôi. Trời ơi, kẹo quá vậy. Chua quá vậy. Ôi ôi. Rồi chua kìa. Quẹo hết cả người luôn. Công nhận ngon thiệt. Nhưng mà chua quá. Gì đây? Anh ơi, thử ăn bánh lăng với nước tương đi anh. Ăn ngon lắm đó. Em thấy một bạn kia trên top top ăn rồi. Nhưng mà có ngon không em? Anh thấy một sự kết hợp không đâu vô đâu luôn á. Nhưng mà cái đó là người ta nói. Còn đối anh thì là một sự kết hợp quá hoàn hảo. Không thấy mọi người chờ lâu. Get go! Bánh lăng nè. Nước tương. Không phải mọi người. Đây là nước tương. Đây là giấm. Xem năng bánh lăng với giấm rồi. Còn chân chơi gì nữa? Không biết có ngon không ta. Hơi mặn nha. Ăn thôi. Nói chung là vị cũng được. Tại vì mình cũng ăn mặn quen rồi. Ăn vô mình thấy một cái vị béo và một cái vị mặn. Không đâu vô đâu á. 2 điểm. Gì đây? Anh ơi, thử ăn sữa chua với muối mì đi anh. Ăn ngon lắm đó. Hồi nãy em mới ăn thử rồi. He he. Có chắc là ngon không em? Anh thấy không ổn á. Chắc anh không làm được rồi em ơi. Nhưng mà cái đó là người ta nói. Còn đó anh thì chuyện nhỏ. Thử thách nào mà làm không được. Không để một người chờ lâu. Get go! Sữa chua nè. Tủ lạnh còn đúng một hũ. Ngon. Mì nè. Muối nè. Màu sắc cũng đẹp thiệt nha mọi người. Muối nhiều quá bị sạc lại nha. Ngon chỗ nào? Hả? Ngon chỗ nào? Ăn vô thì mình nghe được cái vị béo béo, cái vị mặn mặn của muối. Không đâu vô đâu á. 2 điểm. Gì đây? Anh ăn mì với Sting là dở đúng rồi. Anh ăn mì tương đen với Mirinda đi anh. Em thấy người ta ăn ngon lắm đó. Nhưng mà ổn không? Ngon không em?
Chứ bữa anh ăn mì với Sting hơi dở á. Chắc anh không làm được rồi em ơi. Nhà anh hết đồ ăn rồi. Dạ anh cảm ơn. Ủi quý quá. Nhưng mà cái đó là người ta nói. Còn đó anh thì chuyện nhỏ em ơi. Thử thách nào mình làm không được. Không đếm người chờ lâu. Get go. Ôi ôi. Chờ xíu mình đi nấu mì cái nha mọi người. Trong lúc chờ đợi mình sẽ ca cho mọi người nghe một bài nha. Mì nè. Màu sắc cũng đẹp nha. Ăn thôi. Cũng tạm được nha mọi người. Nói chung là ăn vô cũng hợp vị. Ngon hơn mì với Sting nhiều. Không biết bao nhiêu điểm ta. 7 điểm. Đây. Thử thách anh ăn mì với Sting. Ăn ngon lắm đó anh. Hồi nãy em lướt top thấy một bạn kia ăn. Anh ăn thử đi. Trời ơi cái gì nữa vậy. Có ổn không. Trời ơi đừng có thử thách anh nữa. Xin người có giới thiệu. Mà cái đó là người ta nói. Còn nói anh thì thử thách nào mà anh làm cũng được. Không để người chờ lâu. Get go. Mì Sting. Ôi ôi. Chờ xíu mình đi nấu mì cái nha. Ôi ôi. Mì nè. Ăn thôi. Không dở thiệt nha. Gấp đũa đầu còn thấy được được. Đũa thứ hai thấy dở rồi đó. 2 điểm. Gì đây. Anh ơi thử nấu cơm bằng bể úp đi anh. Ăn ngon lắm đó. Em thấy người ta làm rồi. Nhưng mà em chưa dám làm. Anh cũng chưa dám làm luôn. Có ngon không em. Anh thấy không ổn á. Lợi nhà anh hết bể úp rồi. Mà cái đó là người ta nói. Còn đó anh thì cái gì mà anh không dám làm. Không để một người chờ lâu. Get go. Điều đầu tiên muốn nấu cơm chúng ta cần phải có. Thôi. Ôi. Trong lúc đợi nấu cơm mình sẽ nhảy cho người xem nha. Ôi, mọi người biết điều đầu tiên mở ra mình nghe mùi gì không? Mùi bể ốp, công nhận thơm thiệt. Không ngon nha. Kiểu mình ăn cơm nhưng mình nghe được cái vị ngọt ngọt của bay úp á. 10 điểm. Anh ơi thử ăn mực bento chấm với các loại nước ngọt đi anh. Ăn ngon lắm đó. Có chắc là ngon không? Mà không được đâu em ơi. Nhà anh hết nước ngọt rồi. Mà cái đó là người ta nói. Còn đó anh thì chuyện nhỏ em ơi. Mực bento, Oka, nước tăng lực và Sting. Get go. Nước đá nè. Không có vị gì á, chỉ thấy giòn thôi à. Nói chung là cũng tạm được. Tẩm vô. Không ngon nha, chỉ dâu dâu, ngọt ngọt. Nói chung là ngon. Ui. Tẩm vô. Cái này cũng ngon luôn. Chỉ ngọt ngọt, chua chua, cay cay. Nói chung là ngon. Tổng kết lại là cay quá. Ngon, ngon, tạm được. Gì đây, thử thách anh uống nước có ga nhưng mà không ợ. Hồi lúc anh có làm một lần rồi nhưng mà 3 chấm. Em muốn cho anh thử sức lại một lần nữa. Chắc không được đâu em ơi. Uống nước có ga phải ợ rồi đó, không thể nào mà không ợ được. Không có này nói thiệt. Nhưng mà cái đó là người ta nói, anh đâu có nói đâu. Còn đói anh thì dễ nhân bánh em ơi. Bắt tay vô việc thôi, get go. Nước ngọt có ga nè. Ôi ôi, uống thử miếng nha. Ai ợ vậy. Get go, uống thôi. Thử thách nhầm người rồi. Quá dễ. Gì đây? Thử thách anh ăn chanh mà không nhân mặt. Không phải một trái mà là 3 trái nha. Chắc không được đâu em ơi. Chanh chua lắm. Trời ơi, nhắc tới y gan rồi đó. Anh không làm được đâu. Nhưng mà cái đó là người ta nói. Còn nói anh thì chuyện nhỏ em ơi. Bắt tay việc thôi. Get go. Điều đầu tiên chúng ta cần phải có chanh nè. Mình sẽ ăn trái chanh này trước, sau đó mình sẽ ăn 2 trái này. Muối tôm nè. Chưa nấu miếng chả rồi đó. Thử thách nhầm người rồi. À, trời ơi, chua quá vậy. Vậy mà bà bán chanh bà nói mình là chanh này ngọt lắm. Game là dễ nha, anh không làm được.